Tối ngày hôm qua, Đức Phúc và Hội Hoa Dâm Bụt đã bị quản lý của Hưng Ly đăng đàn chỉ trích là sống vô ơn sau khi được giúp đỡ. Cụ thể bài post như các bạn đang được xem. Chính vì bài post của quản lý Hưng Ly, ở đây là anh Nguyễn Tuấn Hưng, đã gây phẫn nộ cộng đồng mạng cũng như phía Đức Phúc và gia đình Hoa Dâm Bụt. Ngày hôm nay bên phía Đức Phúc đã có câu trả lời chính thức cho việc này. Lý do chính dẫn đến việc này đó chính là ở bên Đức Phúc không đồng ý cho Hưng Ly cover lại bài Hết Thương Cạn Nhớ vì không muốn bị khán giả nghĩ rằng mình bỏ ra 20 triệu để thuê Hưng Ly cover. Nguyên văn chia sẻ quản lý truyền thông của bên Đức Phúc như sau. Trước khi trả lời vấn đề này, tôi đã đối thoại với Hưng, đại diện bên phía Thế Anh 28, nhưng không giải quyết được vấn đề. Câu chuyện Đức Phúc bị tố ăn cháo đá bát, quay lưng là hoàn toàn sai sự thật. Trước tiên, để nói về sự hợp tác giữa Thế Anh 28 và ekip của Đức Phúc trong MV Hết Thương Cạn Nhớ, tôi đã biết đến Hưng từ trước và có chủ động tìm đến Hưng, đề nghị hợp tác, chứ không phải xin support như lời bạn Hưng nói. Hưng có chia sẻ rằng muốn hợp tác với nhiều nghệ sĩ lớn hơn để đẩy name cho Thế Anh 28. Phía Thế Anh 28 đồng hành cùng MV Hết Thương Cạn Nhớ với tư cách bảo trợ truyền thông. Thế Anh 28 cho bên tôi, theo lời Hưng, là 40 post trên hệ thống page của bên bạn ấy. Đổi lại quyền lợi là logo Thế Anh 28 xuất hiện đầu và cuối MV, xuất hiện trên backdrop họp báo và xuất hiện với tư cách là đơn vị đồng hành trước truyền thông. Trong điều khoản thỏa thuận giữa tôi và Hưng không có chuyện bắt buộc phải cho nghệ sĩ công ty bạn cover, mà trước đó Hưng có đề cập hỏi, tôi trả lời là để xem sao, bởi tôi không thể tự quyết định được mà phải bàn bạc với cả ekip. Sau khi ra bài, bạn Hưng đại diện bên phía Thế Anh 28 cũng là quản lý của bạn Hưng Ly có hỏi nhờ tôi, bên Nam Việt, đơn vị nắm quyền khai thác audio, cũng như quản lý ca sĩ Đức Phúc về việc để Hưng Ly cover ca khúc này. Quyết định cuối cùng của quản lý Đức Phúc là không đồng ý, bởi vì sau lùm xùm chuyện quản lý Hưng Ly tung tin nhắn làm việc với Eric, bên Đức Phúc không muốn bị khán giả nghĩ rằng mình bỏ ra 20 triệu để thuê Hưng Ly cover, và nếu có nghi ngờ xảy ra, chúng tôi cũng không thể giải thích hết với khán giả. Càng không thể làm ầm ĩ để biện minh cho bản thân, nên việc từ chối là một phương án hoàn toàn khả thi hơn. Sau khi thông tin này được đưa ra, Hưng rất tức giận và cho rằng Đức Phúc không support và vừa lên top 1 trending đã quay lưng, ăn cháo đá bát với Hưng. Hưng còn nói với tôi rằng vì sự việc này, bạn sẽ không bao giờ làm việc với Đức Phúc nữa và kêu gọi anh em tẩy chay Đức Phúc, không đăng bài, post bài xấu không gỡ. Tôi sẽ lên tiếng về toàn bộ sự việc này. Thứ nhất, ekip Đức Phúc hợp tác cùng Thế Anh 28 và chuyện này không liên quan đến Hưng Ly, và trong thỏa thuận hợp tác cũng không có điều khoản phải cho Hưng Ly cover vì không có thỏa thuận với nhau từ trước. Nếu nói ekip Đức Phúc trở mặt là không đúng, ekip Đức Phúc đã hoàn thành nghĩa vụ những gì cần làm trong thỏa thuận hợp tác này. Thứ hai, tôi không phủ nhận những đóng góp của Thế Anh 28 cho thành công của dự án. Tuy nhiên, đây là thành công của tập thể với rất nhiều con người, công đoạn, và tôi lẫn quản lý của Phúc phải tôn trọng ý kiến cũng như nghĩ cho tập thể, nên chuyện không đơn giản theo kiểu chúng tôi muốn là được. Thứ ba, tôi cũng nói chuyện rõ ràng với bên Thế Anh 28 rằng ekip Đức Phúc hợp tác với Thế Anh 28 chứ không phải hợp tác với Hưng Ly, nên không thể đánh đồng rằng chúng tôi buộc phải hỗ trợ chỉ vì Hưng Ly có mối quan hệ đặc biệt với Thế Anh 28. Thế nhưng không biết do phía Thế Anh 28 không hiểu hay cố tình không hiểu mà vẫn dành cho Phúc từ ăn cháo đá bát đi xin support và thuộc loại vớ vẩn. Điều này cho thấy bên Thế Anh 28 đang làm việc không chuyên nghiệp và thiếu tôn trọng đối tác. Tôi là người đứng giữa và từng làm việc với phía Thế Anh 28 nên rất muốn đôi bên hòa giải, tránh ồn ào không đáng có, nhưng khi Đức Phúc bị hiểu sai thì tôi cần phải lên tiếng. Tôi không muốn bất kỳ lùm xùm không đáng có nào trong thời gian quảng bá sản phẩm. Như vậy có thể thấy rằng vụ việc này xuất phát từ quản lý của Hưng Ly chứ không phải từ chị. Cách làm việc của anh Nguyễn Tấn Hưng không tôn trọng đối tác cũng như làm ảnh hưởng đến chính KOL của công ty. VN Review sẽ cập nhật những thông tin mới nhất. Đến đây thì video của VN Review xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. We'll be right back.